Kính thưa đại lễ, tiếp nối chương trình là phát biểu của Tổng thống Myanmar. Xin trân trọng kính mời Ngài Yi Win Mayin lên phát biểu trước diễn đàn. Next, it's my pleasure to invite His Excellency Mr. U Win Myint, President of the Republic of the Union of Myanmar, to deliver his remarks. Kính thưa các quý vị nguyên thủ, lãnh đạo các chính phủ từ các quốc gia, các vùng lãnh thổ trên thế giới, thưa các nhà lãnh đạo tôn giáo, thưa toàn thể quý vị đại biểu. Tôi vô cùng vinh dự được tham gia Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2019 tại Việt Nam ngày hôm nay. Và tôi xin được đặc biệt là cảm ơn Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cũng như là Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã gửi lời mời để tôi có thể tới đây tham gia chương trình vô cùng quan trọng này tại tỉnh Hà Nam. Sự hiện diện của chúng tôi tại nơi đây, ở một không gian rất tuyệt vời như thế này để kỷ niệm Ngày Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc, cho thấy chúng tôi cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ trong việc xây dựng hòa bình, an ninh và ổn định ở khắp nơi trên thế giới thông qua việc tuyên truyền phổ biến những cái giá trị tốt đẹp của Phật giáo. Các Phật tử ở khắp nơi trên thế giới trong thời gian này đang cùng nhau hoan hỷ để kỷ niệm cho ngày Đức Phật Đản sanh thành đạo và nhập cõi Niết Bàn. Và ngày Phật Đản chính là ngày thiêng liêng nhất để kỷ niệm về sự kiện đản sanh thành đạo và nhập cõi Niết Bàn đó của Đức Phật Từ Bi. Đức Phật đã thành đạo từ cách đây 2600 năm và tất cả chúng ta đều vô cùng biết ơn những nỗ lực của các vị nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo các chính phủ cũng như là của Hội đồng Quốc tế tổ chức Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc để được Liên Hợp Quốc công nhận rằng ngày Đại lễ Phật Đản này chính là một sự kiện mà Liên Hợp Quốc công nhận chính thức từ năm 1999. Đại lễ Vê Sắc lần đầu tiên đã được Liên Hợp Quốc tổ chức vào năm 2000 tại trụ sở chính của mình ở New York. Và kể từ đó đến nay, hàng năm chúng ta đều cùng nhau hân hoan để kỷ niệm ngày Đại lễ Phật Đản. Nhân cơ hội này, cho phép tôi được trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc tới chính phủ và nhân dân Việt Nam cũng như là Thái Lan và Sri Lanka vì vai trò tích cực của những quốc gia đó trong việc là thúc đẩy và quảng bá những giá trị của Phật giáo cũng như là lan truyền những lời dạy minh triết của Đức Phật Từ Bi. Và một thời điểm mà thế giới này đang còn rất nhiều bạo lực và khổ đau thì những lời dạy minh triết của Đức Phật ngày càng quan trọng hơn bao giờ hết. Và chính trong sự kiện Đại lễ Phật Đản như thế này, chúng ta lại càng phải hồi tưởng và ghi nhớ những lời dạy minh triết đó của Đức Phật để có thể có được một thế giới hòa bình và hòa hợp. Thưa toàn thể các quý vị, chúng tôi tin rằng sự kiện thường niên này chắc chắn là sẽ góp phần làm cho những nỗ lực hợp tác của chúng ta thành công hơn và sẽ giúp chúng ta thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc, giữa những nền văn hóa khác nhau, các tôn giáo khác nhau cũng như là giữa những nền văn minh khác nhau.
Kính thưa chư vị hòa thượng, thưa các quý vị khách quý, thưa quý vị đại biểu, lịch sử đã ghi nhận rằng Phật giáo bắt nguồn từ khu vực có trong đó có cả Myanmar. Và hiện nay tại Myanmar vẫn còn những ngôi chùa hay là những ngọn tháp, những cột đá đã được xây dựng từ cách đây hàng ngàn năm. Phật giáo tiểu thừa có thể nói là đã phát triển rất là rực rỡ tại Myanmar. Và kèm theo đó là những giáo lý, những lời dạy của Đức Phật đã lan tỏa tới người dân Myanmar. Và có thể nói là đến nay thì Phật giáo tiểu thừa đã phát huy được thế mạnh của mình và nhận được lòng tin cũng như sự ủng hộ của người dân Myanmar. Nhân cơ hội phát biểu ở đây ngày hôm nay, tôi cũng xin chia sẻ với quý vị rằng chính phủ Myanmar cũng đang hết sức nỗ lực để mà lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Phật giáo. Chính phủ Myanmar đã thành lập 3 trường đại học Phật giáo, một trường ở Yangon, một trường ở Mandalay và một trường đại học Phật giáo tiểu thừa trực thuộc sự quản lý của Bộ Tôn giáo và Văn hóa. Sứ mệnh của những trường đại học Phật giáo này là tiếp tục lan tỏa những giá trị của Phật giáo cũng như là giáo lý của Đạo Phật, đặc biệt là dựa trên những kinh điển của Phật giáo tiểu thừa. Và từ đó thì chúng tôi cũng khai thác được rất nhiều những giá trị tốt đẹp để giảng dạy cho các sinh viên trong những nhà trường đó trên nhiều phương diện khác. Tất cả những sinh viên học tập tại 3 trường đại học Phật giáo này thì không những là họ được học về kinh điển của Phật giáo tiểu thừa cũng như là những câu chuyện, những ý nghĩa Phật giáo, mà họ còn được học về những học thuyết khác và những giá trị nhân văn cao cả khác nữa. Những người muốn học tập và nghiên cứu sâu cũng như là hành trì Phật giáo tiểu thừa hoàn toàn có thể tới với không gian tôn giáo trang nghiêm ở những nhà trường, trường đại học Phật giáo này của chúng tôi để mà tìm kiếm những cơ hội tuyệt vời nhất. Chính phủ Myanmar hiện nay cũng đang tài trợ học phí và thậm chí là chỗ ăn, chỗ ở miễn phí cho sinh viên nước ngoài tới du học tại 3 trường đại học Phật giáo này. Tôi vô cùng vui mừng thông báo với quý vị rằng là có rất nhiều nhà sư, các ni sư của Việt Nam cũng đang tới học và hiện nay đang tham gia học tập tại 3 trường đại học Phật giáo này vào năm học 2018-2019. 63 ni sư đến từ nhiều quốc gia khác nhau, đến từ 14 quốc gia khác nhau trong đó có Việt Nam, cũng sẽ tham gia phái đoàn truyền giáo tiểu thừa với nhiệm vụ sứ mệnh lan tỏa quan trọng vào năm 2019-2020 tới đây. Trong những nỗ lực của chúng tôi trong việc thúc đẩy hòa bình và sự hòa giải ở khu vực thì Myanmar cũng đã tổ chức các cái diễn đàn hòa giải quốc gia, các diễn đàn hòa bình quốc gia. Chúng tôi đã làm được 2 lần như vậy bằng cách là hợp tác với các nhóm thúc đẩy hòa bình và các nhóm tôn giáo. Chương trình lần đầu tiên chúng tôi tổ chức vào tháng 11 năm 2018 và chương trình lần thứ hai mới được tổ chức từ ngày 7 tới ngày 8 tháng 5 năm 2019. Kính thưa chư vị hòa thượng, thưa quý vị đại biểu, tôn giáo có một vai trò rất quan trọng trong việc duy trì hòa bình và ổn định của thế giới chúng ta. Các bậc minh triết trong các tôn giáo khác nhau đã dạy cho chúng ta những giá trị vô cùng tốt đẹp, đó là lòng khoan dung, phụng sự tha nhân. Chúng ta phải từ bỏ tham sân si. Nếu như chúng ta biết làm theo lời dạy minh triết của những vị lãnh tụ tôn giáo đó, của những bậc thầy của chúng ta, thì xã hội của chúng ta sẽ thực sự là hòa hợp. Và cuối cùng thì hòa bình sẽ đến, sự thịnh vượng sẽ đến với thế giới chúng ta. Tinh thần phổ quát của lòng bao dung độ lượng,
của sự từ bi hỷ xả của Đức Phật, chính là nền tảng chung để giúp cho chúng ta đạt được những mục tiêu chung, đó là hòa bình, thịnh vượng cho cả thế giới này. Việc kỷ niệm Đại lễ Phật Đản Vesak Liên Hợp Quốc tại đây là lời nhắc nhở để chúng ta cùng khẳng định lại những cam kết của mình để thực hiện theo những lời dạy minh triết cũng như là giáo lý của Đạo Phật. Cuối cùng, tôi xin kêu gọi tất cả mọi người hãy cùng hết sức nỗ lực để thúc đẩy lòng từ bi của Đức Phật, những giá trị tốt đẹp của Phật giáo một cách rộng rãi. Thứ nhất là trong gia đình của chúng ta, sau đó là xung quanh chúng ta, trong xã hội, trong đời sống chính trị, đời sống tôn giáo. Ở trong một cái thế giới hết sức là đa dạng như thế này, đó là điều vô cùng cần thiết. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn Ngài Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar với thông điệp Vesak vừa gửi đến đại lễ. Thank you very much, President.